Hello mọi người, hello anh em nhé. Em lại lên video. Bây giờ em bận quá mọi người, nên là nay em lại lên video giới thiệu hàng chưa dọn. Nên một cây tay cụt VIP cho mọi người coi. Cây Sono của Main Germany, Sono của Đức nhé. Máy máy chưa dọn nhé. Đấy. Máy đẹp lắm nha. Máy cực kỳ đẹp. Chưa liền nạc nữa nhá. Này công suất lớn, máy chưa dọn. Này máy chưa dọn cho nên là anh em nào nhắm khả năng dọn được thì lấy thì báo chốt thôi nhé. À, máy thì càng được bảo đảm nhiều thì giá thành nó có nhỉnh xíu thì nó dễ làm cho mọi người thôi. Được bảo đảm nhiều mà. Cho nên là tùy hình thức máy ha. Máy được bảo đảm nhiều, ví dụ như bao lòng bao nửa, bao được nhiều cho anh em thì anh em dễ là ha. Này, ok. À, dòng này công suất nó lớn nha, 6W này, con Sono tay cụt dùng để cách cắt tỉa cành nhánh và cây bự bự lớn xíu ha. Mà mấy dòng công suất lớn cái cụt này thì này là dòng nó nghe gió tự động ha. Mà cái này em cảm thấy nó bị hơi kiểu lâu người ta không dùng á, mấy bãi cho nên nó hơi này. Nó nảy vô là nó nhẹ lại. Dụ em bao lòng bao nửa giá nó nhỉnh hơn xíu thì mọi người được yên tâm hơn, bảo đảm nhiều hơn vậy thôi. Còn hình thức máy thì riêng con này thì còn rất là đẹp nha, rất là nền nạc luôn nè. Với lại cái con này nó bị hơi cái bu ly giật ấy, cho nên là em đổi cái bu ly giật khác cho mọi người rồi. Đồ zin nha. Mấy hàng này hàng của Đức, hàng nhập không, cho nên là với nó là hàng bãi Nhật nha, cho nên nó không có thị trường mới Việt Nam không có ha. Mọi người muốn kiếm phụ tùng thì phải cũng phải biết chỗ để nhập thôi nha. Còn nếu lấy hàng của em thì em hỗ trợ hết ha. Tất cả các dòng phụ tùng nó đều có hết nha, không có cái dòng nào mà không có hết. Tiền đổi hàng bãi ha. Thì khách của em thì em hỗ trợ hết mình. Hơi tốt này. Con này thì bít tông. Thôi, để em mở ra cho coi này. Mọi người yên tâm. Khóa xích này kia đầy đủ hết nhé. Ủa, rất là nhẹ nhàng nha. Chạy xích chung nha. Này nó bị hơi cứng xích nha. Khóa xích này kia nhầm rồng sáng hới luôn. Nam Nam chạy xích chung 91, trên Nam có ấy luôn, xích còn dày lắm. Ok, nói chung làm hàng hàng này em nhập về thì suốt giới thiệu mọi người cũng không có lời nãi nhiều ha, không có lời luôn ha. Cho nên là mọi người ưng cái nào thì bán chốt thôi. Ok, đối với dòng này thì bao hơi luôn. Rất ốc rất là chắc. Ốc lớn. Tuy nó là một chân ốc nhưng mà ốc lớn ha. Còn ốc rất chắc chắn luôn. Nha. Chi tiết em báo mọi người để ý chút xíu nhé. Thường mấy dòng tay cụt nó ít chạy được nam na tính, nó thường nam ăn xe. Quá xích luôn ha, bỏ luôn. Ok. Để em chút xíu em đi lấy đồ mỡ mọi người
quan sát trái bít tông ha. Ok, để được yên tâm thì mọi người nên chú ý video, đợi em xíu. Đây, anh em mình cùng tìm hiểu cơ bản nhất để xem chi tiết hơn, bảo đảm hơn. Mấy dòng công suất lớn này thường giá nó cao mọi người. Với lại hàng hàng của Đức, Chono cũng là một thương hiệu khá nổi tiếng của Đức, hàng rất là chất lượng, hàng xịn luôn, phải nói là hàng xịn. Wow, trái bít tông mở ra thấy sướng mắt ha mọi người. Ủa, bít tông sọc ngang mọi người. Trái bít tông này là nếu mọi người đi kiếm mà mua bộ lòng này thì chắc cũng khó kiếm ra mọi người ha, vì những cái trái này nó còn sọc ngang rất là đẹp luôn này. Ok, đợi xíu em mồi miếng xăng làm bao nửa cho luôn nha. Mùi xăng nó dễ hơn mọi người. Có nổ, nó có tiếng nổ nha. Để em lấy miếng xăng. Ok, con này em bao hơi bao điện cho mọi người nhé. Liền vẫn lửa ngon, lửa tốt hơn nha. Ok, con này băng hơi bao điện mọi người ha, đầy đủ đồ hết nha. Dòng này VIP nha mọi người, hàng xịn ha, hàng xịn của Đức, Solo 633, công suất nó khoảng gần 35cc, lòng 38 ly phải ha. Ok, nó xài ốc hoa thị hết này, như những dòng Estin ha. Cái này có mức giá 1,6 triệu nha mọi người. Giá máy chưa dọn nha. Nó còn dòng công suất lớn ha. Máy thiết kế rất là đẹp. Máy đẹp ha. Thắng đầy đủ. Ok, không bể vỡ gì nha. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người coi video ủng hộ kênh nha. Trong suốt thời gian được mọi người luôn đồng hành theo dõi kênh, rất là cảm ơn mọi người. Tiếp tục em sẽ lên máy tiếp ha. Mọi người theo dõi ơn cái nào thì báo chốt hàng em nha. Số video em để trên phần mô tả, trên tiêu đề ha. Dưới phần mô tả em ghi thông tin chi tiết để chốt hàng ha. Chào mọi người.